tỉnh Rồng La San Việt Nam, văn phòng giám tỉnh 53B Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, tỉnh Rồng La San Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin sư huynh Đà Minh Đinh Bình An đã qua đời lúc 7 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2022. Sinh ngày 15 tháng 3 năm 1954 tại Phú Nhai, Bùi Chu. Lãnh áo dòng ngày 8 tháng 9 năm 1971. Khấn lần đầu ngày 15 tháng 9 năm 1972. Khấn trọn đời ngày 19 tháng 3 năm 1983. Hưởng thọ 68 tuổi. Với 51 năm sống ơn gọi sư huynh La San. Nghi thức tẩm niệm lúc 14 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại nhà quan bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Sau đó sẽ đưa đi hỏa thiêu theo chương trình của bệnh viện. Tro cốt sẽ được đưa về quan tại tu viện La San, Mai Thôn. Thánh lễ tiễn biệt sẽ cử hành lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2022 tại nguyện đường La San Mai Thôn, 970 Bình Cuối, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đưa về nhà phục sinh của tu viện La San Mai Thôn an nghỉ. Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn sư huynh sớm được hưởng nhàn thánh Chúa. Anh em La San Việt Nam kính báo.